Xin chào quý phụ huynh và các bạn 2K5. Vậy là chúng ta đã đi hết hơn nửa chặng đường của học kỳ 1 để chuẩn bị cho kỳ thi hết học kỳ cũng như là định hướng ôn thi vào 10 sắp tới. Hôm nay học mãi tổ chức buổi tư vấn trực tuyến ôn tập học kỳ 1 và định hướng kiến thức ôn thi vào 10 môn ngữ văn với sự đồng hành của cô Đỗ Khánh Phượng, giáo viên môn ngữ văn tại hệ thống giáo dục học mãi. Trong buổi tư vấn hôm nay, cô Phượng sẽ cung cấp những thông tin về trọng tâm kiến thức học kỳ 1, các dạng bài thường gặp trong đề thi cũng như là hướng dẫn cách làm bài. Đặc biệt, cô sẽ giới thiệu các phần kiến thức học kỳ 1 có liên quan tới kỳ thi vòng 10 để các bạn 2K5 có thể lên lộ trình học tập sớm nhất, đạt được mục tiêu đã đề ra. Nếu có câu hỏi gì cần giải đáp, các bạn hãy comment ngay phía bên dưới để cô Phượng trả lời nhé. Và không để phụ huynh và các bạn học sinh đợi lâu thêm nữa, chúng ta sẽ cùng đến với buổi tư vấn của cô Đỗ Khánh Phượng ngay bây giờ. Xin mời cô Phượng ạ. Xin chào tất cả các em, xin chào quý vị phụ huynh. Rất vui được gặp lại các bạn trong ngày hôm nay. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một số vấn đề để chúng ta có thể tự tin bước vào cái bài thi học kỳ cũng như chuẩn bị những kiến thức vững vàng để có thể bước vào kỳ thi vòng 10. Các bạn thân mến, vấn đề ở chỗ chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang học lớp 9. Có nghĩa rằng chúng ta đừng học tủ và đừng hy vọng sẽ làm đúng vào một cái phần đề bài nào mà giáo viên định hướng, bởi vì nếu như thế thì cái việc học của chúng ta vẫn mang tính đối phó và các bạn sẽ rất khó khăn khi bước vào kỳ thi vòng 10. Vậy thì với học sinh lớp 9 trong giai đoạn này chúng ta cần gì để có thể làm tốt bài học thi học kỳ? Chúng ta lưu ý nhé, kiến thức trọng tâm thì cô sẽ không giới hạn được, bởi vì là kiến thức sẽ dài đều và các bạn phải nắm vững để có thể không chỉ thi học kỳ mà còn thi vòng 10. Tuy nhiên, chúng ta phải tập trung vào một số mảng các bạn sau. Cái thứ nhất, đó là cái phần tiếng Việt. Thì các bạn lưu ý cho cô, phần tiếng Việt chúng ta cần nắm vững một số nội dung như là các phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, cách dẫn trực tiếp, gián tiếp, sự phát triển của từ vựng và trau dồi vốn từ, thuật ngữ và đặc biệt là các nội dung ở trong phần tổng kết từ vựng. Đó là về phần tiếng Việt. Và những cái điều này thì chúng ta ôn lại rất đơn giản thì các bạn ạ. Bởi vì chúng ta chỉ cần nắm vững được phần lý thuyết cũng như các dạng bài tập trong sách giáo khoa là các bạn có thể làm tốt phần này rồi. Còn phần thứ hai là phần văn bản. Thực sự đây là một cái phần mà các bạn cảm thấy khó khăn nhất. Vì sao? Thứ nhất, văn bản trong chương trình ngữ văn lớp 9 rất nhiều và nó được chia ra thành nhiều mảng. Chúng ta có văn bản nhật dụng, có văn học trung đại và có văn học hiện đại. Tất cả kỳ một chúng ta có rất nhiều đúng không? Lượng kiến thức có thể nói là dày đặc. Thế chúng ta phải làm gì để giải quyết những vấn đề đó? Thứ nhất, các bạn lưu ý cho cô này. Về văn bản nhật dụng thì chúng ta sẽ có phong cách Hồ Chí Minh đấu tranh cho một thế giới hòa bình, tuyên bố thế giới về sự sống còn và quyền được bảo vệ phát triển của trẻ em. Đây là những văn bản nhật dụng rất là hay và nó có tính thực tế cũng như tính ứng dụng rất là cao. Cho nên việc học quan trọng nhất của các bạn đó là các bạn phải biết được những cái văn bản đấy có thể liên hệ những vấn đề xã hội như thế nào và cách lập luận của những văn bản đấy ra sao thì sẽ giúp các bạn có được cái kiến thức vững vàng. Còn với văn học trung đại, văn học trung đại có thể nói là một cái mảng mà học sinh cảm thấy sương sầu nhất. Vì sao? Bởi vì nó quá xa với thời đại của chúng ta đúng không? Và đương nhiên văn học trung đại nó có vẻ đẹp riêng của nó. Tuy nhiên để khám phá vẻ đẹp đó thì lại không dễ. Và các bạn lưu ý chúng ta có rất nhiều tác phẩm văn học trung đại và thực tế là nó đều thuộc hàng kiệt tác. Ví dụ chúng ta có Chuyện người con gái năm xưa của Nguyễn Dữ, chúng ta có đúng à, chúng ta có là Hoàng Lê Nhất Thống Chí cũng như các đoạn trích trong truyện Kiều của Lục Vân Tiên, các xin lỗi các bạn, các đoạn trích trong truyện Kiều, các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, trong đó có Lục Vân Tiên. Thế thì ở đây các bạn lưu ý một điểm tương đồng mà chúng ta thấy này, đó là nó đều thuộc tác phẩm truyện trung đại và dù là thơ thì nó vẫn là truyện thơ, cho nên cái yếu tố tự sự vẫn là cao. Vì thế chúng ta sẽ vẫn học trên cơ sở là bám vào cái yếu tố tự sự để chúng ta khai thác những tác phẩm này. Đương nhiên phải dựa trên đặc trưng thể loại. Ví dụ, văn học trung đại, chúng ta phải đi theo những cái hướng như là ước lệ tượng trưng này. Hay trong cái phần văn học trung đại thì
Thì còn một yếu tố nữa mà chúng ta lưu ý, đó là cái kết cấu của một số tác phẩm có thể nó rất còn rất là đơn giản, thế nhưng cái giá trị của nó lại gắn với những cái đặc trưng thể loại. À, và chính vì thế cho nên có hai yếu tố cần lưu ý, đó là khi chúng ta khai thác tác phẩm văn học trung đại về nội dung thì chúng ta lưu ý đến thi diễn ngôn trí và văn diễn tài đạo. Thi diễn ngôn trí có nghĩa là dùng văn chương để nói chí khí, và văn diễn tại đạo đó là dùng văn chương để nói đạo lý. Và cái mảng văn học chúng ta học ở cái giai đoạn lớp 9 chủ yếu là nói về đạo lý. Đó là những vấn đề mà các bạn cần lưu ý ở văn học trung đại. Thế thì văn học hiện đại chúng ta cần gì? Thực tế thì văn học hiện đại ở trong chương trình văn lớp 9 có một cái thuận lợi cho các bạn ở kỳ 1, đó là các tác phẩm này phần lớn sẽ tập trung vào cái văn học cái giai đoạn cách mạng, giai đoạn kháng chiến. Chúng ta có tác phẩm thơ như là Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Ánh trăng. Các tác phẩm truyện như là Làng, Lặng lẽ Sapa và Chiếc lược ngà. Đương nhiên, với cái đây cũng là cái lượng kiến thức lớn mà các bạn cần phải tiếp cận. Ví dụ như chúng ta có thể chỉ chép lại một đoạn thơ này, tóm tắt truyện này, nêu ý nghĩa của truyện này, các biện pháp tu từ, phương thức biểu đạt trong thơ hoặc truyện. Thế thì tất cả những cái điều đó đều có thể trở thành đề thi cho các bạn. Và văn học hiện đại chúng ta sẽ phải tiếp cận một cách cẩn thận. Vậy tiếp cận cẩn thận là như thế nào? Cái thứ nhất, các bạn lưu ý này, vai trò của người nghệ sĩ trong sáng tạo văn học chúng ta không được bỏ quên tác giả. Cái thứ hai, một tác phẩm văn học phải gắn hiện thực, cho nên chúng ta không được bỏ quên hoàn cảnh sáng tác. Và hoàn cảnh sáng tác các bạn lưu ý nhé, nó phải gắn với hoàn cảnh rộng của lịch sử và gắn với hoàn cảnh hẹp của từng tác phẩm. Đặt tác phẩm trong hoàn cảnh để nhìn xuyên suốt và mang tính hệ thống thì tác phẩm của chúng ta nó sẽ đạt giá trị cao hơn. Và không những thế, bên cạnh đó chúng ta phải dựa vào chúng ta phân tích thơ hay truyện và tùy vào đặc trưng thể loại để chúng ta hiểu về tác phẩm. Ví dụ đối với truyện thì chúng ta nhớ đến các nhân vật, các tình huống truyện. Còn đối với thơ thì đặc biệt các bạn phải chú ý cho cô, đó là những cái hình tượng nghệ thuật trong thơ và đặc trưng của nghệ thuật ngôn từ sẽ là một trong những cái yếu tố để các bạn khám phá ra vẻ đẹp của ngôn ngữ cũng như là khám phá ra vẻ đẹp tâm hồn của mình. Đấy là một số những cái điều mà cô muốn nói các bạn về cái phần văn bản. Và cái phần khó nhất với các bạn chính là phần tập làm văn. Bản thân tập làm văn khó vì sao các bạn? Bởi vì thực tế nó là phần vận dụng cao. Vậy muốn làm tập làm văn ở chương trình kỳ 1 thì như thế nào? Chương trình kỳ 1 thực ra khi mà muốn giới hạn cho các bạn để ôn thi trên phạm vi toàn quốc, đó là một khó khăn. Vì sao? Bởi vì ở mỗi vùng miền sẽ lựa chọn các một mảng khác nhau. Chúng ta nhớ rằng ở kỳ 1 chúng ta học cả văn thuyết minh, cả văn tự sự và cả văn nghị luận. Thế thì bản thân cô đã từng theo dõi đề, ví dụ đề trong Thanh Hóa chẳng hạn, cô thấy có 5 vẫn tự sự, có 5 vẫn thuyết minh và có 5 vẫn nghị luận. Đặc trưng của đề Hà Nội thì lại thiên về nghị luận cao hơn. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Các bạn lưu ý này, chúng ta nhớ rằng thuyết minh là một cái thể loại quan trọng, tuy nhiên thường lớp 9 sẽ hạn chế hơn. Tự sự thì cũng có được chú trọng. Tự sự có thể là xác định đề tài, chủ đề, xây dựng cốt truyện, tình huống truyện, nhân vật ngôi kể để có thể viết một tác phẩm tự sự tốt. Và đặc biệt với lớp 9, tự sự không đơn giản chỉ là một chuỗi sự việc, mà chúng ta lưu ý đến nghệ thuật miêu tả nội tâm của nhân vật. Có thể miêu tả trực tiếp qua đối thoại, nhưng cũng có thể miêu tả qua độc thoại và độc thoại nội tâm. Đặc biệt với lớp 9, phần văn tự sự chúng ta cần có thêm yếu tố nghị luận. Có như thế thì bài của chúng ta mới sâu sắc. Và các dạng đề, đề tài cũng rất là đa dạng. Cũng có thể là sẽ là đóng vai, nhưng cũng có thể là những dạng khác. Còn cái dạng mà cô muốn cho các bạn tập trung nhiều nhất, đó là văn nghị luận. Nghị luận là một trong những dạng đề mà kỳ thi học kỳ 1 thường ra, cũng như kỳ thi quốc gia cũng vẫn được tập trung. Sau với văn nghị luận thì chúng ta lưu ý này,
Ở chương trình lớp 9 thì sẽ có hai dạng các bạn cần lưu tâm. Dạng thứ nhất đó là nghị luận về một đoạn thơ, và dạng thứ hai đó là nghị luận về nhân vật. Hai dạng này sẽ trở đi trở lại nhiều lần trong đề của các bạn. Vậy thì khi chúng ta nghị luận về một đoạn thơ, chúng ta cần gì? Và khi chúng ta nghị luận về nhân vật văn học, chúng ta cần gì? Tất cả những cái điều này thì trong sách giáo khoa đều ghi rất rõ ở phần ghi chú và đã được đọc khung ở mỗi bài học. Tuy nhiên cô muốn nhắc thêm cho mọi một chút, đó là với nghị luận về một đoạn thơ thì cái quan trọng nhất mà các bạn cần lưu ý đó là đoạn thơ đó nằm ở vị trí nào, và đoạn thơ đó thể hiện vấn đề gì, nhưng chúng ta phải phát hiện nó thứ nhất qua các tín hiệu nghệ thuật, thứ hai đặt tác phẩm trong hoàn cảnh sáng tác để khám phá vẻ đẹp của nó, và thứ ba hình tượng trong cái đoạn thơ đấy hoặc là vấn đề nêu ra trong đoạn thơ đấy có mối quan hệ như thế nào trong tổng thể văn bản. Còn với nghị luận về nhân vật văn học, thế thì nghị luận về nhân vật văn học chúng ta cần gì? Các bạn nhớ nhé, đã là nhân vật thì chúng ta phải đi theo những cái cấu trúc nhất định. Trong đó một nhân vật phải kể đến xuất thân, phải kể đến ngoại hình, và đặc biệt là phẩm chất. Phẩm chất của các nhân vật phải được đặt trong những mối quan hệ thì chúng ta phát hiện ra. Và đương nhiên một nhân vật sẽ có rất nhiều yếu tố để chúng ta cần quan tâm. Sau phát hiện ra phẩm chất là cái quan trọng nhất. Đó là những điều mà cô hướng dẫn các bạn ở phần tập làm văn. Chúng ta xong được cái phần thứ nhất, đó là cô nhắc lại cho các bạn những phần kiến thức trọng tâm mà chúng ta cần lưu ý. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là các dạng bài thường gặp. Nào, chúng ta có những dạng bài nào? Thứ nhất, một cái dạng đề quen thuộc mà chúng ta thấy rất nhiều tỉnh đi theo cái cấu trúc đó, đó là chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất, phần đọc hiểu. Phần thứ hai, một đoạn văn nghị luận văn xã hội. Và phần thứ ba là phần nghị luận văn học. Phần nghị luận văn học cũng tùy theo yêu cầu. Có nơi người ta sẽ cho chúng ta viết đoạn văn, và có nơi sẽ cho chúng ta viết bài văn. Thế thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn lần lượt từ phần. Thứ nhất, đó là dạng đọc hiểu. Dạng đọc hiểu thì thông thường sẽ có 2 dạng đề. Dạng đề thứ nhất, đó là người ta sẽ cho chúng ta một đoạn thơ, đoạn truyện hoặc một đoạn nghị luận có trong sách giáo khoa. Và ở cái phần này thì chúng ta sẽ phải làm điều gì? Có thể người ta sẽ cho chúng ta câu hỏi để nhận diện tác giả tác phẩm. Ví dụ, em hãy nêu những hiểu biết của em về tác giả này. Rồi, nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Đấy. Hoặc có thể yêu cầu chúng ta nêu chủ đề hoặc nội dung chính của cái đoạn trích trong phần đọc hiểu. Và sau đó, người ta sẽ yêu cầu chúng ta tìm các biện pháp tu từ, các phương thức biểu đạt hoặc giải thích nghĩa của từ. Đó là một cái dạng mà chúng ta có thể sẽ được tiếp cận. Thứ hai, người ta sẽ cho chúng ta một đoạn thơ hoặc một đoạn truyện hoặc một đoạn nghị luận nhưng không nằm trong sách giáo khoa. Các bạn nhớ nhé, có thể nằm ngoài sách giáo khoa. Và đối với đoạn này thì thông thường người ta sẽ hỏi chúng ta các vấn đề. Thứ nhất, nội dung của đoạn là gì theo cảm nhận của bạn này. Thứ hai là giải thích một số từ ngữ xuất hiện này. Hoặc thứ ba, đó là nêu tìm và phát hiện, phân tích tác dụng của những biện pháp tu từ hoặc phương thức biểu đạt. Với cái dạng đề này thì cái yếu tố mở cao hơn, cho nên chúng ta phải rất lưu ý cẩn trọng trong cái quá trình làm bài. Bên cạnh đó thì còn một dạng nữa, đó là có thể người ta sẽ cho chúng ta một số những cái từ ngữ trong một bài thơ nào đấy và yêu cầu chúng ta hoàn thành cái đoạn thơ đấy, và sau đó mới từ cái đoạn thơ mà chúng ta đã hoàn thành thì thực hiện các cái yêu cầu đọc hiểu. Cái điều đề này rất là nguy hiểm các bạn ạ. Bởi vì nếu như các bạn không thuộc thơ thì có nghĩa là các bạn cũng không thể hoàn thành nốt những câu hỏi còn lại. Vậy để có thể làm tốt phần đọc hiểu thì một trong yêu cầu quan trọng đó là các bạn phải học thuộc các tác phẩm thơ trong chương trình ngữ văn lớp 9, và trước mắt là chương trình ngữ văn lớp 9 ở kỳ 1. Đó là với phần đọc hiểu. Cái thứ hai đó là cái dạng tạo lập văn bản. Cái dạng tạo lập văn bản này là một trong những cái dạng tương đối phức tạp bởi vì nó đã bắt đầu đi vào yêu cầu vận dụng cao. Và tạo lập văn bản thì chúng ta có thể là
tạo lập đoạn văn theo yêu cầu. Ví dụ, em hãy viết đoạn văn 12 câu nêu suy nghĩ của mình về một đoạn trong bài Ánh Trăng chẳng hạn. Đấy, thế thì nhớ rằng khi chúng ta tạo lập văn bản, đoạn văn theo yêu cầu, chúng ta phải lưu ý cho cô hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, đó là hình thức của đoạn. Hình thức của đoạn là gì? Ví dụ, có thể là đoạn văn diễn dịch, đoạn văn quy nạp hay đoạn văn tổng phân hợp. Thứ hai, dung lượng của đoạn. Đoạn văn yêu cầu dung lượng như thế nào? Và có một cái yêu cầu thứ ba rất khó chịu với các bạn. Đối với các bạn là gì? Đấy chính là đính kèm yêu cầu tiếng Việt trong cái đoạn văn. Ví dụ, viết đoạn văn đó nhưng lại có sử dụng lời dẫn trực tiếp hoặc lời dẫn gián tiếp. Thậm chí viết đoạn văn và trong đoạn văn đó sẽ có sử dụng một câu chủ động hoặc một câu bị động. Những cái yêu cầu đó nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta có thể bị bỏ qua, hoặc là chúng ta làm sẽ không phù hợp. Và các bạn lưu ý này, có thể là đoạn văn nghị luận xã hội, nhưng cũng có thể là đoạn văn nghị luận văn học. Nhưng cái nội dung của nghị luận xã hội hay nội dung của nghị luận văn học thì ở cái phần đoạn văn này thường nó sẽ liên quan đến phần đọc hiểu. Và chính vì thế, phần đọc hiểu sẽ là cái kiến thức nền để các bạn có thể làm tốt ở phần sau. Đó là với yêu cầu đoạn văn. Yêu cầu tiếp theo mà đề bài thường hướng đến đó là tạo lập văn bản hoàn chỉnh. Và đối với cái đề thi học kỳ có thấy nhiều tỉnh người ta vẫn sử dụng cái cách tạo lập cái đoạn văn hoàn chỉnh cao hơn. Xin lỗi các bạn, tạo lập bài văn hoàn chỉnh cao hơn. Đó là thông thường với cái đề dạng đề này thì người ta sẽ yêu cầu chúng ta ví dụ như phân tích nhân vật ông hai trong chuyện ngắn làng này, hay là phân tích một trong những cái yếu tố của thơ, ví dụ như hình tượng người lính trong thời chống Pháp này. Và những cái đề như thế thì rõ ràng không có yêu cầu về hình thức cũng như yêu cầu tiếng Việt, nhưng chúng ta vẫn phải đáp ứng được hình thức. Đó là cấu trúc bài văn 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài, rõ nét, đúng không? Thứ hai là chúng ta phải chú ý đến nội dung. Nội dung yêu cầu điều gì sẽ được thể hiện rõ ở vấn đề cần nghị luận, thể hiện ở phần đề bài, đúng không nào? Và chúng ta phải đi đúng trọng tâm. Ví dụ, có thể là phân tích những diễn biến tâm lý của nhân vật ông hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc. Thì chúng ta chỉ chú trọng đến ông hai từ lúc nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc và diễn biến tâm lý của ông như thế nào thôi. Chứ còn những phần khác thì chúng ta không đi tiếp và cũng không tham lam. Ngoài ra các bạn lưu ý cho cô này, khi chúng ta phân tích đề thì chúng ta phải thể hiện rõ được là bên cạnh vấn đề cần nghị luận thì đề còn yêu cầu chúng ta nghị luận ở phạm vi nào để định hướng bài cho tốt hơn. Đó là những cái yêu cầu mà chúng ta cần lưu ý với phần làm văn khi mà làm một bài văn nghị luận. Sau có một lỗi các bạn thường xuyên mắc phải khi làm bài văn nghị luận, đối với các bạn đấy là lỗi gì? Đó là các bạn thường viết thân bài thành một mạch chứ không chia đoạn. Các bạn nhớ rằng thân bài không của một học sinh lớp 9 không thể có cấu trúc là một đoạn văn, mà chúng ta sẽ phải chia ra thành nhiều phần. Bao nhiêu ý thì chúng ta chia thành bấy nhiêu đoạn ở phần thân bài. Đó cũng chính là những cái điều mà cô muốn các bạn nhớ đến. Và các dạng bài thường gặp thì cô nhắc lại có 3 dạng cơ bản. Thứ nhất, dạng đọc hiểu. Thứ hai, tạo lập văn bản. Trong tạo lập văn bản có thể có 2 dạng tạo lập. Thứ nhất, tạo lập đoạn văn. Và thứ hai, tạo lập bài văn. Cô đã hướng dẫn cho các bạn xong được đến cái phần các dạng bài thường gặp rồi. Và bây giờ cô muốn hướng dẫn các bạn kỹ hơn một cái phần nữa, đó là kỹ năng làm bài. Thế thì chúng ta sẽ phải làm bài như thế nào? Kỹ năng làm bài làm như thế nào để bài chúng ta có thể làm tốt nhất? Thì các bạn lưu ý này, kiến thức là quan trọng nhưng kỹ năng còn quan trọng hơn. Bởi vì cô vẫn nói với học sinh rằng kiến thức nó giống như là gạo. Và cô cho các bạn một túi gạo, bạn nào cũng sẽ có một túi gạo như sao. Nhưng bạn giỏi thì sẽ biết nấu, ví dụ biết nấu thành cái dạng cơm gà hoặc là cơm đặc biệt nào đấy. Bạn kha khá thì nấu cơm trắng. Và nhưng có những bạn có khi nấu cơm nhưng cơm không chín, có bạn lại chế biến thành cháo. Thế thì kiến thức quan trọng nhưng kỹ năng làm bài cũng không kém phần quan trọng. Và thứ nhất,
muốn có được kỹ năng làm bài thì các bạn lưu ý cho cô. Mỗi dạng câu hỏi sẽ cho chúng ta một yêu cầu khác nhau. Trên đầu tiên là chúng ta cần đọc kỹ để xác định xem nó thuộc dạng câu hỏi gì. Và chúng ta sẽ có bốn dạng câu hỏi cơ bản. Thứ nhất, dạng câu hỏi thiên về nhận biết. Thứ hai, dạng câu hỏi thiên về thông hiểu. Thứ ba, dạng câu hỏi thiên về vận dụng. Tất nhiên vận dụng sẽ chia ra vận dụng thấp và vận dụng cao. Thế thì thế nào là câu hỏi nhận biết? Ví dụ, trong câu thơ này tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì? Đơn giản thế thôi. Thứ hai, thông hiểu. Biện pháp tu từ này có tác dụng gì? Nó đã trở thành thông hiểu. Và thứ ba, vận dụng. Đó là viết câu văn, viết đoạn văn, viết bài văn. Như vậy, chúng ta sẽ phải biết được chúng ta đang trả lời dạng câu hỏi gì để chúng ta có thể có cái câu trả lời hoàn chỉnh nhất. Ví dụ, câu nhận biết thì đi thẳng vào vấn đề. Câu thông hiểu thì nêu cái khả năng hiểu của em, khả năng cảm thụ của em. Nhưng đến câu vận dụng thì chúng ta không chỉ thông hiểu mà chúng ta còn phải biết cách trình bày vấn đề. Tiếp nữa, đó là chúng ta phải xác định rõ yêu cầu trọng tâm của đề thông qua các từ khóa. Từ khóa là gì? Ví dụ, em hãy nêu này, em hãy so sánh này, em hãy phân tích này, em hãy chỉ ra này. Thế thì chính những từ khóa đấy sẽ giúp chúng ta định hướng được chúng ta sẽ trả lời như thế nào. Đó là cái thứ nhất, kỹ năng phân tích đề. Thứ hai, đó là kỹ năng viết. Viết có quan trọng không các bạn? Đương nhiên rồi, môn văn viết là quan trọng nhất. Bởi vì thực tế thì môn văn chúng ta sẽ đi cả nghe, nói, đọc, viết đấy. Nhưng trong cái quá trình mà chúng ta kiểm tra thì giáo viên chỉ có thể đánh giá các bạn ở phương diện nào? Ở phương diện viết thôi, đúng không? Thế thì có những điều các bạn lưu ý này. Các bạn viết rất là nhiều kiến thức, thế nhưng giáo viên lại cho các bạn điểm thấp. Đúng các bạn vì sao? Bởi đơn giản một điều, các bạn viết, các bạn nghĩ rằng các bạn hiểu, giáo viên cũng sẽ hiểu, nhưng không. Có những điều các bạn viết ra, giáo viên đọc không thể hiểu nổi các bạn viết gì. Bởi vì diễn đạt lủng củng, bởi vì câu sai, rồi cách viết của các bạn nó khiến cái lời ý của bạn nó không thoát ý. Như vậy, cái kỹ năng viết là cái điều mà các bạn cần phải rèn luyện. Thứ nhất, chúng ta phải viết câu có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, khuyến khích viết câu ngắn. Đó là cái mẹo của cô khi cô dạy học sinh. Không nên viết câu dài. Trừ trường hợp nào? Trừ trường hợp người ta yêu cầu rằng viết cái đoạn văn 12 câu, 13 câu thì chúng ta sẽ phải viết câu dài để lợi dụng cái độ dài để thể phô diễn khả năng hiểu biết của mình. Nhưng nếu như không có yêu cầu về số câu thì tốt nhất là các bạn cứ tập cho cô viết câu ngắn để đảm bảo câu của bạn không bị sai câu chữ. Thứ hai, đó là chúng ta phải biết lựa chọn từ ngữ phù hợp khi viết. Đặc biệt là phải biết lồng ghép cảm xúc khi viết. Ví dụ, ông Hai là một người nông dân rất yêu nước. Cách viết đấy rất bình thường, nhưng ta chỉ chuyển lại. Có thể nói lòng yêu nước của nhân vật ông Hai được thể hiện một cách đặc biệt thì cái câu cái diễn đạt của ta đã khác rồi, đúng chưa? Và cao hơn nữa, Kim Lân thật sự tài năng khi thể hiện lòng yêu nước của ông Hai qua những điều rất đỗi bình dị đời thường. Như thế thì cái cách diễn đạt của ta cũng một vấn đề thôi, nhưng nó đã có những cái yếu tố đánh giá có cảm xúc và nó sẽ ấn tượng ngay với lại người chấm bài. Bên cạnh đó thì các bạn lưu ý nhé, chúng ta phải chia ra nghị luận xã hội hay nghị luận văn học. Ví dụ, với đoạn văn nghị luận xã hội thì chúng ta phải xác định rõ là nghị luận về một tư tưởng đạo lý hay một hiện tượng đời sống để xác định cách làm bài. Ví dụ, khi đó là nghị luận về tư tưởng đạo lý thì chúng ta lưu ý này, tư tưởng đạo lý chúng ta phải hiểu được nó, vậy quan trọng nhất là cái thao tác giải thích. Sau đó chúng ta phải phân tích xem tư tưởng đấy như thế nào, đúng hay sai, và nó biểu hiện ra sao để chúng ta có được cái đánh giá chính xác. Từ đấy mới rút ra được cho mình bài học nhận thức và hành động. Còn với nghị luận về một hiện tượng đời sống thì có thể hiện tượng đời sống đấy chúng ta giải thích được, nhưng cũng có khi chúng ta chỉ cần nêu hiện tượng đời sống thôi. Xong, quan trọng nhất
khi chúng ta nghị luận về hiện tượng đời sống, đó là cái biểu hiện của hiện tượng ấy đang diễn ra như thế nào. À, ví dụ hiện tượng xả rác bừa bãi chẳng hạn, đó là hiện tượng đời sống. Vậy thì biểu hiện của nó ra sao? Chúng ta có thể nêu này, à, xả rác bừa bãi diễn ra khắp mọi nơi này, diễn ra ở nơi công cộng là phổ biến này, ví dụ như ở sân trường này, ở chợ này, ở đường này. Thứ hai, ai cũng có thể xả rác, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Và khi họ xả rác, ý thức của họ, họ có ý thức hay không? Họ ý thức về việc làm của mình hay không? Bởi vì có những người khi ra nước ngoài không bao giờ họ xả rác, nhưng khi về Việt Nam họ vẫn sẵn sàng xả rác. Vậy yếu tố gì chúng ta sẽ dựa vào thực tế để đánh giá và nghị luận về một hiện tượng đời sống? Thì cái yếu tố thực tế là yếu tố quan trọng. Và cuối cùng, bất kể nghị luận về tư tưởng đạo lý hay hiện tượng đời sống, thì bài học nhận thức và hành động là cái yếu tố mà chúng ta cần quan tâm. Nhưng tất nhiên, chúng ta khi nêu bài học, tránh hiện tượng hô khẩu hiệu, và cũng không nên nêu bài học một cách qua loa đại khái. Mà thứ nhất, những bài học hãy nên đi từ chính bản thân em đã, sau đấy cao hơn gia đình, nhà trường, và cao hơn hết chính là ở xã hội. Ở thậm chí có thể lấy chính cả pháp luật để đưa vào, tạo ra những bài học thật sâu sắc. Còn với bài nghị luận văn học thì các bạn lưu ý này. Nghị luận văn học chúng ta sẽ có hai dạng cần đặc biệt chú ý khi làm bài kiểm tra học kỳ. Thứ nhất là nghị luận về một đoạn thơ bài thơ. Thế thì nghị luận về một đoạn thơ bài thơ chúng ta cần gì? Đã là đoạn thơ bài thơ thì chúng ta lưu ý này. Bên cạnh hoàn cảnh sáng tác, bên cạnh mạch cảm xúc, thì chúng ta cần lưu ý đoạn thơ bài thơ đấy có những từ ngữ nào cần quan trọng, mà cô hay gọi là nhãn tự, gọi là thần cú hay những từ khóa. Thứ hai, thơ chúng ta cần phải chú ý đến yếu tố nhịp điệu. Nhịp điệu mới khiến thơ là thơ, còn nếu không còn nhịp điệu thì thơ không còn là thơ nữa. Và yếu tố nhịp điệu sẽ được hình thành bởi cách gieo vần, cách ngắt nhịp, bởi mạch cảm xúc mà tác giả gửi gắm qua các biện pháp tu từ và cách sử dụng từ ngữ. Ví dụ từ láy cũng tạo ra cái yếu tố nhịp điệu rất là cao đấy. Rồi đã là thơ thì phải nhắc đến thơ, phải đến hình ảnh thơ. Ví dụ hình ảnh người lính này, hình ảnh người lính lái xe này, hình ảnh anh bộ đội thời chống Pháp này. Những cái hình ảnh thơ là một trong những yếu tố quan trọng, bởi vì tác giả xây dựng hình ảnh thơ qua hệ thống ngôn từ rất là cô đọng. Thế nhưng nhờ cái hệ thống ngôn từ câu đọng đó mà hình ảnh thơ trở nên hàm xúc và ấn tượng. Hình ảnh thơ cũng được hình thành nhờ các biện pháp tu từ. Cho nên khi phân tích thơ, nguyên tắc là đi từ nghệ thuật đến nội dung, nghĩa là chúng ta đi từ các biện pháp tu từ, đi từ các tín hiệu nghệ thuật để tìm ra hình ảnh thơ, tìm ra những yếu tố mà tác giả muốn gửi gắm qua đó. Đó là những yếu tố khi chúng ta nghị luận về thơ mà các bạn không được phép bỏ qua. Còn khi nghị luận về văn học, với nhân vật văn học, thì các bạn lưu ý này. Đã là nhân vật văn học, cái đầu tiên chúng ta phải lưu ý đến xuất thân của nhân vật đó. Nhân vật đấy có xuất thân như thế nào? Và xuất thân của nhân vật cũng là cái yếu tố đầu tiên chúng ta đánh giá. Sau đó thì chúng ta lưu ý đến ngoại hình của nhân vật, đến phẩm chất của nhân vật. Phẩm chất của nhân vật đặt trong các cảnh huống. Ví dụ, với nhân vật Vũ Nương chẳng hạn, thì chúng ta nhớ cho cô, phẩm chất của Vũ Nương phải được đặt trong các cái cảnh huống như là trước khi lấy chồng này, rồi khi về nhà chồng này, khi chồng đi lính này, rồi khi người chồng trở về này. Thì từ những cái cảnh huống như thế thì phẩm chất của nhân vật mới được lộ rõ nét. Và một nhân vật bao giờ cũng có những cái đoạn đối thoại, những cái đoạn độc thoại và độc thoại nội tâm. Vậy chúng ta phải bám vào những đoạn đối thoại, độc thoại nội tâm đó, chúng ta phân tích để tìm ra diễn biến tâm lý và thấy được phẩm chất của nhân vật. Hành động của nhân vật có quyết liệt hay không? Hành động nhân vật dịu dàng hay là hành động nhân vật như thế nào? Ví dụ, nhân vật ông Hai chẳng hạn, thì chúng ta thấy đấy, cái hành động của ông khi về nằm vật lên giường thể hiện điều gì? Hay ví dụ nhân vật bé Thu chẳng hạn, thế thì bé Thu với cái hành động hất miếng trứng cá đi thể hiện tính cách như thế nào? Và chúng ta phải bám vào những cái hành động đó, bởi vì những hành động đó thể hiện tài năng của nhà văn, thể hiện ý đồ của nhà văn, và nó là chi tiết nghệ thuật mà người ta đã nói rồi, chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn. Cuối cùng đó là đặt nhân vật trong các mối quan hệ với nhân vật khác. Ví dụ nhân vật anh thanh niên không thể không đặt trong mối quan hệ với bác lái xe,
với ông họa sĩ, với cô kỹ sư. Cũng như nhân vật bé Thu không thể tách rời khỏi cái mối quan hệ trong cái cuộc gặp gỡ với ông ba, người bạn của cha mình. Và từ đó thì chúng ta sẽ thấy được các nhân vật, mỗi nhân vật có một vẻ đẹp riêng, thể hiện được cái tài năng của nhà văn. Và đấy cũng là những cái nội dung mà cô gói rất nhanh để cho các bạn có thể hiểu và có thể định hướng được cái lượng kiến thức khổng lồ mà chúng ta phải tiếp cận trước khi thi học kỳ, cũng như là tiếp cận để có thể thi vào 10 như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là cô sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn. Thực tế thì cô cũng đã nhận được một số câu hỏi của các bạn từ trước đó. Tuy nhiên thì cô sẽ kết hợp vừa trả lời những câu hỏi vừa trước đó và vừa kết hợp với những câu hỏi mới. Bởi vì nếu như các cái câu hỏi mới mà trùng với cái câu hỏi trước đó thì cô cũng sẽ có cái cách để có thể giúp các bạn làm tốt vấn đề này. Cái thứ nhất đó là của bạn Khánh Duy. Cô cho em hỏi làm thế nào để viết mở bài hay? Em hay bị bí phần này. À, phần này thì cô cũng đã có hẳn một cái phần hướng dẫn cho các bạn cách viết mở bài hay rồi. Tuy nhiên cô sẽ nhắc lại này. Cái đầu tiên này, phần mở bài rất là quan trọng, bởi vì nó chính là cái yếu tố khiến cho người chấm tiếp cận với các bạn ngay từ cái những cái câu chữ đầu tiên. Và một cái phần mở bài hay thì nó sẽ đảm bảo phải có nhiều yếu tố. Tuy nhiên, đầu tiên các bạn phải cho cô một cái phần mở bài đúng cái đã. Đúng là như thế nào? Cái thứ nhất, mở bài phải thứ nhất có được vấn đề cần nghị luận đối với nghị luận văn học hay nghị luận xã hội. Và thứ hai, có được phạm vi nghị luận. Các bạn lưu ý nhé. Ví dụ phân tích nhân vật ông hai nhưng chưa chắc đã là trong cả tác phẩm, vì nếu dài quá. Ví dụ chỉ phân tích nhân vật ông hai khi nghe tin làng Trận Dầu theo giặc thì chúng ta phải giới hạn cái phạm vi nào. Và quan trọng hơn, các bạn thường hay có một cái lỗi rất nhiều bạn gặp phải, đó là ngay từ câu đầu tiên của phần mở bài các bạn có thể bị thiếu chủ ngữ. À, ví dụ qua tác phẩm làng cho ta thấy, ví dụ như thế là các bạn chết rồi, bởi vì các bạn đã viết ngay một câu sai rồi. Vậy làm thế nào để viết mở bài hay? Cái đầu tiên, em có thể viết mở bài hay bằng cách nào? Cái thứ nhất, các bạn có thể dẫn dắt từ lý luận. Đây là cái cách mở bài mà được đánh giá rất là cao. Ví dụ, phân tích tình huống chuyện trong tác phẩm làng của Kim Lân thì các bạn có thể đi từ những cái câu như là nhà văn Nguyễn Minh Châu đã từng viết, đã từng nói tình huống chuyện là một lách cách nhưng qua đó có thể làm nổi rõ cả trăm năm đời thảo mộc. Chính vì thế, mỗi nhà văn đều xây dựng cho mình những tình huống độc đáo, và Kim Lân cũng đã xây dựng được cho mình tình huống chuyện độc đáo đó. Và các bạn từ đấy các bạn dẫn dắt vào vấn đề nghị luận. Đó là cách mở bài được đánh giá cao. Cách mở bài thứ hai đó là chúng ta có thể đi từ chủ đề đề tài. Ví dụ, cũng là phân tích nhân vật bé Thu chẳng hạn, thì chúng ta có thể đi từ tình cảm gia đình trong chiến tranh, đúng không? Và chúng ta đi từ tình cảm gia đình trong chương trình văn lớp 9 thôi. Sau đấy sẽ đi vào tình cảm gia đình được thể hiện độc đáo như thế nào trong một cái tác phẩm viết về chiến tranh. Và từ đấy chúng ta nhớ rằng tình cảm gia đình được thể hiện gửi gắm qua nhân vật bé Thu. À, có thể đi từ cái chủ đề đề tài như thế. Hoặc chúng ta có thể có một cái cách nữa, đó là cái cách đơn giản thôi. Chúng ta đi từ tác giả, tác phẩm và vấn đề cần nghị luận. Vậy khi chúng ta đi từ tác giả thì chúng ta sẽ nhớ rằng chúng ta đi từ phong cách của tác giả, hoặc đi từ những cái đặc điểm đặc biệt của tác giả. Ví dụ khi nói về tác giả Kim Lân chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhớ rằng Kim Lân là một người sáng tác không nhiều. Ông sáng tác theo quan điểm quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Và ông đến với người đọc bởi cái sự giản dị, chân chất, là nhà văn một lòng đi về với đất thuần hậu và nguyên thủy. Thế thì từ những cái yếu tố tác giả như thế, vị trí của tác giả này, đặc điểm nổi bật của tác giả này, chúng ta đi vào tác phẩm thì cái cách mở bài chúng ta sẽ không còn bế tắc nữa. Và các bạn hãy nhớ rằng muốn viết hay thì phải luyện viết, đó cũng là cái yêu cầu cơ bản. Cái tiếp theo, câu hỏi của bạn Hằng Thu: có phương pháp nào nhớ được tác giả, tác phẩm
và nội dung chính của các bài không? Ôi, cô có một phương pháp rất hay. Các bạn biết là phương pháp gì không? Đó là chúng ta sẽ quy về những cái bảng theo các cái công thức. Ví dụ, tác giả nào cũng sẽ có thứ nhất, bút danh. Thứ hai, tên. Thứ ba, năm sinh năm mất. Thứ tư, quê quán. Thứ năm, đặc điểm phong cách nghệ thuật. Và thứ sáu, một số yếu tố khác. Ví dụ giải thưởng, tác phẩm. Từ đó thì các bạn nhớ rằng quy tất cả các tác giả theo cái công thức như thế. Sau đấy, các bạn liệt kê vào cái bảng đó mỗi ngày sau mỗi tác phẩm mình học. Thì đảm bảo rằng sau này các bạn sẽ có một cái hệ thống logic trong đầu để nhớ về các tác giả. Nó cũng là một cách học thuộc đấy, nhưng đó là một cách học thuộc trên cơ sở khoa học. Và chúng ta tận dụng chất xám của mình thay vì cầm sách giáo khoa và đọc như một con vẹt về một tác giả. Cái tiếp theo đó là với tác phẩm và nội dung chính của các bài thì chúng ta phải học thuộc như thế nào. Thực ra cô không khuyến khích các bạn học thuộc kiểu này đâu các bạn ạ. Bởi vì học thuộc một tác phẩm và nội dung chính của các bài thì nói thật cô chỉ khuyến khích các bạn học thuộc thơ thôi. Và các chi tiết thì chúng ta nhớ chứ không phải là thuộc. Còn nội dung chính của các bài thì chúng ta nhớ rằng không phải chúng ta học thuộc thành một bài văn mẫu đâu. Bởi vì cách học như thế thì sẽ khiến môn văn trở nên rất là nguy hiểm. Và đó là lý do vì sao học sinh chán học văn. Vậy chúng ta vẫn phải thuộc. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng chúng ta hãy đi các tác phẩm đấy theo những cái ý chính cơ bản, các sườn. Và từ các sườn đó thì sau đấy chúng ta sẽ đưa ra thành những cái vấn đề. Ví dụ nhé, tác phẩm mà chúng ta học chẳng hạn, đó là đó là tác phẩm Đồng Chí. Thế thì khi chúng ta đi vào Đồng Chí, chúng ta có thể có cách thứ nhất, đó là chúng ta sẽ đi từng khổ thơ và xem nội dung của từng khổ thơ ấy là gì, thông qua các từ ngữ nào. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta có thể đi theo hình tượng nhân vật. Ví dụ như nhân vật người lính trong thời kỳ chống Pháp có những đặc điểm gì, và sau đấy chúng ta quy theo cái hình tượng để chúng ta học. Chứ các bạn không thể học thuộc một bài văn được đâu. Đó là cái các bạn nhớ cho cô. Với bạn Yến Nhi, Yến Nhi thì hỏi cô là: cô ơi, em hỏi thường thì phần tập làm văn vô dạng nào, về dạng nào? Thực tế thì dạng nào thì cô chịu thôi. Bởi vì chúng ta có đến 63-64 tỉnh thành như thế này thì cô chịu. Nhưng các bạn nhớ rằng phần tập làm văn sẽ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là có thể là nghị luận xã hội, thường là đoạn văn. Và thứ hai là nghị luận văn học, thường là bài văn. Và trong phần nghị luận văn học thì các bạn sẽ đi vào hai dạng chủ yếu. Đó là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Và thứ hai là nghị luận về chuyện thì sẽ đi vào nhân vật văn học. Đó là cái điều cô thường thấy. Một số câu hỏi cô hướng dẫn cho các bạn nữa. Đó là cô hướng dẫn cách dẫn mở bài vào đoạn thân bài đi ạ. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Đây cũng là một điều chứng tỏ bạn rất là chăn trở. Thực tế thì từ phần mở bài vào phần thân bài chính là cái điều mà các bạn hay vướng nhất. Bởi vì các bạn không tạo ra được mạch lạc trong văn bản, hay không tạo ra tính liên kết. Thế thì cái kết thúc của cái phần mở bài của bạn thường là sẽ hướng vào vấn đề cần nghị luận và phạm vi nghị luận. Ví dụ đó là nhân vật ông Hai trong tác phẩm của Làng Kim Lân. Đó là các bạn xong rồi. Sau đấy xuống thân bài, các bạn sẽ đi vào luôn. Ví dụ thơ thường ví dụ như sau đấy các bạn sẽ nói nhân vật ông Hai trong tác phẩm là một người như thế nào. Cái cách viết như thế của bạn thực tế không được đánh giá cao, bởi vì nó không phải là một cái biểu hiện của một người có tư duy khoa học. Vậy chúng ta phải viết như thế nào? Thông thường từ sau phần mở bài xuống phần thân bài, chúng ta nhớ chúng ta cần có những cái kiến thức khái quát chung. Ví dụ phân tích tình huống chuyện trong chuyện ngắn Làng chẳng hạn, thì ngay vào phần thân bài, cái việc đầu tiên các bạn phải để cho người ta biết các bạn hiểu thế nào tình huống chuyện. Các bạn có thể sẽ sử dụng một cái cách nào đấy để giải thích tình huống chuyện là gì đấy, hoặc là sử dụng một cái nhận định nào đó về tình huống chuyện. Ví dụ nhận định của Nguyễn Đăng Mạnh chẳng hạn, tình huống chuyện chính là nước ảnh, mà qua đó làm nổi hình nổi ảnh nhân vật. Sau đó thì các bạn đi vào chỉ ra tình huống chuyện trong tác phẩm, rồi tiếp tục nêu những yếu tố
liên quan đến tác phẩm như là hoàn cảnh sáng tác rất là ngắn gọn, và chúng ta lần lượt đi vào vấn đề. Đương nhiên cái cách đấy nó hơi hàn lâm. Cái cách thứ hai để các bạn có thể dẫn vào đoạn trong phần thân bài thì chúng ta lưu ý này, hạn chế nhất là các bạn không được viết. Ví dụ nguy hiểm nhất khi các bạn viết thơ đó là các bạn trích xong thơ xong bắt đầu chúng ta vào trong câu mở đầu của bài thơ, hình ảnh, những cái cách diễn đạt đấy nó rất là thô phục. Vậy chúng ta có thể đi vào thế này. Người nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo văn học, họ phải trau chuốt từ ngữ và chọn một gam chữ, có khi phải mất hàng tấn quãng chữ. Và tác giả đã rất tài tình khi sau đấy các bạn đi vào vấn đề, thì cái bài làm của các bạn nó sẽ trở nên nhuần nhị hơn và dễ chịu hơn đối với người đọc rất nhiều. Và đấy cũng chính là những điều mà cô mong rằng các bạn có thể làm được. Một phần nữa, cô muốn trả lời câu hỏi của một số bạn đã gửi trước. Đó là, trong các đề bài phân tích tác phẩm, đặc biệt là phân tích nhân vật, em cần có phương pháp làm bài như thế nào? Đây là câu hỏi của bạn Lê Viết Bảo ở Phú Yên. Thế thì đương nhiên cái phương pháp làm bài thì cô đã hướng dẫn các bạn rồi. Đó là phân tích nhân vật. Thì như cô đã nói đấy, đã là phân tích nhân vật thì chúng ta sẽ đi theo cái yếu tố xác định xuất thân, tìm yếu tố ngoại hình, à đặc biệt là tìm phẩm chất. Phẩm chất nhân vật đặt trong các cảnh huống, đặt trong mối quan hệ với nhân vật khác, thể hiện trong hành động, trong nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật, qua đối thoại, qua độc thoại, vân vân. Đấy là những cái điều mà cô đã hướng dẫn ở phần trên. Câu tiếp theo, cho em biết nên học với lộ trình như thế nào để đạt kết quả tốt và nên chọn khóa học nào để luyện thi. Đây là câu hỏi của bạn Hoàng ở Bình Định. Thế thì các bạn lưu ý này, lộ trình học, thực tế học không phải là việc ngày một ngày hai, mà chúng ta cần học ngay từ đầu. Học đến đâu gói đến đấy thì nó sẽ hiệu quả hơn cho các bạn rất là nhiều. Và đến hôm nay thì cũng thấy phần lớn các bạn học sinh lớp 9 thường đã bắt đầu có ý thức học hơn. Tuy nhiên cái cách học cần khoa học đó là gì? Chúng ta có thể sẽ quy các vấn đề thành những cái điểm tương đồng để chúng ta lập bảng. Các bạn nhớ chưa? Lập bảng là một cách học rất là hay để chúng ta có được những cái kiến thức rất là khoa học. Thứ hai, đó là chúng ta chia vấn đề theo công thức để dễ nhớ. Ví dụ phân tích nhân vật văn học chúng ta đi theo công thức nào? Thứ hai, đối với nghị luận về những cái vấn đề của thơ chúng ta đi theo công thức như thế nào? Tất nhiên công thức nhưng nó không khô cứng các bạn nhé. Bởi vì môn văn nó yêu cầu cái sự linh hoạt và sáng tạo rất là cao. Cái tiếp nữa đó là chúng ta phải nắm giữ vững các dạng câu hỏi, cách trả lời các dạng câu hỏi đó. Còn với phần tiếng Việt thì chúng ta cần phải nắm vững khái niệm, làm nhuần nhuyễn các dạng bài tập và nhất là bài tập vận dụng cao. Tuy nhiên các dạng bài tập trong tiếng Việt thì cô nghĩ rằng bản thân chúng ta lưu ý nhé, trong sách giáo khoa đã có một hệ thống bài tập rất là hay, chúng ta có thể sử dụng chính dạng bài tập đó. Còn với phần văn bản thì cần tạo ra mối liên hệ trong các cái văn bản. Ví dụ đặc trưng thể loại với phương thức biểu đạt. Chuyện thì thường sử dụng phương thức biểu đạt gì? Thơ thì thường sử dụng phương thức biểu đạt gì này? Rồi hoàn cảnh sáng tác với nội dung tác phẩm có liên hệ như thế nào? Và tư tưởng thời đại gửi gắm qua tác phẩm đấy ra sao này? Và đặc điểm của từng giai đoạn văn học. Mỗi giai đoạn văn học sẽ có những đặc điểm khác nhau, các bạn lưu ý nhé. Ví dụ văn học trung đại thì nó sẽ gắn với ước lệ tượng trưng, nó gắn với cái tư tưởng của người thời phong kiến, ví dụ cái đạo đức của nó gắn với những yếu tố như là tam cương ngũ thường, hay là gắn với những cái vấn đề gắn với người phụ nữ như là công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức. Và từ những cái vấn đề đấy thì chúng ta sẽ thấy được cái yêu cầu của từng cái giai đoạn văn học chúng ta sẽ tìm hiểu khác nhau. Còn với văn học cách mạng chúng ta biết rồi, văn học cách mạng nó mang cái tư tưởng thời đại như thế nào, xây dựng chủ nghĩa xã hội ra sao này, đấu tranh chống ngoại xâm như thế nào này, thì chúng ta dựa vào đặc điểm của từng giai đoạn văn học để chúng ta học cho nó phù hợp. Và các hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm văn học có mối quan hệ như thế nào với nhau cũng là yếu tố các bạn cần quan tâm. Ví dụ hình tượng người lính thì trong những tác phẩm nào này, rồi tình yêu gia đình thể hiện trong những tác phẩm nào này, những cái mối quan hệ đó chúng ta cần phải làm sáng rõ. Và đấy cũng là những cái điều mà chúng ta cần xây dựng. Còn với phần làm văn thì chúng ta phải biết phân tích đề, phải biết luyện viết các phần và tập viết nâng cao. Cái điều nọ đương nhiên những cái điều đó các bạn không thể làm trong ngày một ngày hai được, mà các bạn phải làm trong một cái thời gian rất là dài. Và các bạn lưu ý này,
chọn khóa học nào là do trình độ của em, chứ cũng không thể cô tư vấn cho bạn chọn khóa học nào được. Và quan trọng nhất, dù là khóa học nào thì bạn cũng phải bắt đầu từ những điều cơ bản. Có nghĩa là bạn phải nắm vững được kiến thức cơ bản đã. Còn nếu như bạn không nắm vững được kiến thức cơ bản thì bạn không thể chọn khóa học nào để nâng cao mình lên được đâu. Cho nên cái đầu tiên chúng ta phải chú ý đến những vấn đề cơ bản trước. Khi bạn đã tự tin với cơ bản rồi thì các bạn tiếp tục chọn những khóa học nâng cao. Cô sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đó là câu hỏi của bạn Nguyễn Quách Hoàng Giang ở Thanh Hóa. Cô cho em hỏi làm thế nào để viết văn nghị luận xã hội có chiều sâu? Nếu đưa một số câu thơ, câu nói viết về văn bản đang viết hoặc cùng chủ đề thì nên đưa vào phần nào ạ? Thì chúng ta lưu ý này. Nghị luận xã hội có chiều sâu. Cái điều này là cái điều rất quan trọng. Vậy muốn có chiều sâu, các bạn cần thứ nhất nghị luận xã hội đó là kiến thức thực tế. Có nghĩa là các bạn phải biết quan sát, phải biết cảm nhận và phải trang bị cho mình những kiến thức thực tế thì chúng ta mới có thể có chiều sâu được. Cái thứ hai, để nghị luận chúng ta phải biết lập luận. Lập luận để hướng vấn đề theo cái ý của mình. Bởi vì cũng một vấn đề thôi, chúng ta lập luận tốt thì nó sẽ thành hay, và chúng ta lập luận dở thì sẽ không thuyết phục người khác. Cô lấy ví dụ như việc mặc đồng phục chẳng hạn. Phần lớn học sinh không thích học mặc đồng phục, thế nhưng giáo viên vẫn có thể thuyết phục học sinh cách nào, vì sao con phải mặc đồng phục. Lý do thứ nhất, đồng phục khiến các con không phải mới công chọn quần áo vào buổi sáng. Các con chỉ việc khoác bộ đồng phục đến trường thôi thì cái việc các con sẽ rất là thuận lợi trong cái việc là không mất thời gian. Thứ hai, việc mặc đồng phục sẽ khiến các bạn hòa đồng với nhau, không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, và cái điều đó xóa đi những cái mặc cảm của những bạn khác nếu như bạn không có điều kiện hơn. Thứ ba, đồng phục để khiến bạn trở thành tự tin và tự hào khi là học sinh của trường mình. Và thứ tư, đó là việc mặc đồng phục đến trường sẽ giúp tránh được cái kẻ gian trà trộn vào trường. Thế thì đó là những lý do giáo viên có thể đưa ra để thuyết phục. Và muốn có được những cái điều đó thì giáo viên cần phải biết quan sát và cần phải biết lập luận. Các bạn thấy chưa? Vậy học sinh cũng thế. Chúng ta cũng sẽ phải tập quan sát, tập lập luận. Đó thì chúng ta mới có thể viết được cái nghị luận xã hội có chiều sâu. Nhưng để nghị luận xã hội hay thì tốt nhất bạn nên tập phản đề. Phản đề cũng lại đưa ra những ý kiến trái chiều để làm nổi bật vấn đề thì bài làm của bạn sẽ có chiều sâu. Còn nghị luận xã hội, cái việc chọn lọc đưa các câu thơ, câu văn cùng chủ đề đưa vào phần nào thì các bạn nhớ này, đưa các câu thơ, câu văn hoặc những câu chuyện vào nghị luận cũng là một ý kiến hay. Tuy nhiên chúng ta phải đưa một cách thật khéo léo, tránh lạm dụng để có thể khiến cho bài làm của mình đúng là nghị luận xã hội, chứ không nó sẽ biến thành nghị luận văn học mất đấy. Ví dụ học sinh có thể viết lên nào, nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực, mà nơi lạnh lẽo nhất là nơi thiếu tình yêu thương, để đi vào nghị luận về tình cảm gia đình chẳng hạn, thì có phải là bài của bạn sẽ hay hơn rất nhiều không? Đúng, nhưng chúng ta nhớ rằng chúng ta vẫn đang nghị luận xã hội, và những cái câu văn, những câu thơ có cùng chủ đề đưa vào một cách phù hợp thì mới đạt hiệu quả cao. Cô sẽ tiếp tục câu tiếp theo. Những văn bản đã từng thi của đề điều kiện năm trước có khả năng lặp lại trong đề thi chuyên không ạ? Đây là câu hỏi của bạn Quỳnh Anh Hải Phòng. Các bạn lưu ý này, thi chuyên ấy thì thông thường các cái văn bản người ta sử dụng nó sẽ không phải là những cái điều mà với cái bài điều kiện ấy thì có thể chỉ là một tác phẩm, và cái việc sử dụng lại vẫn có thể diễn ra thường xuyên. Bởi vì cái số lượng tác phẩm, một tác phẩm có thể nghị luận ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên thì vì đề ra theo hướng mở và cái việc lựa chọn tác phẩm cũng khá đa dạng, cho nên thông thường thì những cái đề thi của một vài năm trước người ta ít ra hơn. Nhưng không phải vì thế mà bạn chủ quan, bởi vì đó là bài điều kiện thôi. Sau bài điều kiện bạn đến bài thi chuyên thì lúc đó cái phần kiến thức nào cũng quan trọng để chúng ta có thể làm được một bài tổng hợp. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Cô cho con hỏi, nếu con tự làm đề ngữ văn thì phải làm như thế nào? Đây là câu hỏi của bạn Trà Giang, Thanh Hóa. Câu này thực ra hôm qua đã khiến cô rất là băn khoăn. Con tự làm đề ngữ văn. Thực ra lúc nào các bạn chẳng phải tự làm đề. Vậy lâu nay các bạn không tự làm đề à? Vậy cách học của bạn thực sự cô thấy là cũng hơi có vấn đề một chút đấy. Có nghĩa là lâu nay bạn không tự làm, nghĩa là bạn học theo văn mẫu cũng được. Như thế thì rất là nguy hiểm. Các bạn lưu ý này, bao giờ cũng là tự làm. Văn mẫu hay là những cái điều
giáo viên giảng trên lớp nó là kiến thức và chúng ta sẽ vận dụng vào để viết bài văn của mình. Còn nếu như con không tự làm bài, suốt đời con học thuộc thì không bao giờ con có thể viết tốt văn được, kể cả trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta lưu ý cho cô là học văn nó là một quá trình chúng ta tích lũy ngôn ngữ, sử vận dụng kiến thức để chúng ta biến thành diễn đạt. Và nó không chỉ sử dụng trong những bài kiểm tra các bạn nhé, mà sau này nó còn vận dụng trong cuộc sống. Và cái việc chúng ta giao tiếp với mọi người có lưu loát hay không, có thể hiện được quan điểm của mình hay không, có bộc lộ được mình hay không, có bản lĩnh hay không, còn phụ thuộc vào việc các bạn có vốn ngôn ngữ tốt hay không nữa. Vậy hãy cố gắng tự làm bài trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Đó là em học kém văn lắm, em muốn có giải pháp để học tốt môn văn hơn, em thấy bản thân không hiểu gì về văn cả. Đây là câu của bạn Linh ở Hưng Yên. Câu này là bố buồn quá. Thực tế thì nếu như bạn không hiểu gì một môn văn thì quả thật là đáng buồn, nhất là với những giáo viên dạy văn như cô. Thế thì các bạn lưu ý này, môn văn là môn phát triển ngôn ngữ và phát triển năng lực giao tiếp của các bạn, không phải chỉ ở bài thi mà còn cả trong cuộc sống. Vậy em muốn yêu môn văn em phải làm gì? Em đã bao giờ mua một cuốn sách giáo khoa về và em đọc nó ngay chưa? Hay là chỉ đến lúc giáo viên bắt đọc thì mới đọc? Muốn yêu được môn văn, đầu tiên chúng ta phải biết yêu các tác phẩm đó các bạn ạ. Chúng ta phải đọc những tác phẩm, đêm nay lớp 9 rồi, hãy đọc những tác phẩm và hãy cảm nhận các tác phẩm đấy bằng chính những cái cảm nhận đầu tiên thô mộc của mình. Các tác phẩm là chuyện mà. Các bạn thích đọc truyện tranh, sao các bạn lại không thích đọc một tác phẩm văn chương? Vậy cái đầu tiên là các bạn đọc tác phẩm thật kỹ cho cô, đọc thật kỹ văn bản. Sau đó đặt văn bản trong hoàn cảnh sáng tác, đặt văn bản trong cái bối cảnh lúc đó cũng như với tác giả, và thử nghĩ xem những điều viết trong văn bản có còn phù hợp trong xã hội ngày nay hay không. Từ đó thì bạn sẽ thấy rằng môn văn chính là cuộc đời, chứ không phải là điều gì xa xôi. Và như thế thì bạn mới có thể tạo dựng được tình yêu với môn văn. Ngoài ra, khi học văn chúng ta lưu ý đến ngôn từ. Tất cả những cái từ ngữ mà chúng ta sử dụng ấy, nó đều rất là quan trọng. Và cái nghệ thuật ngôn từ sẽ giúp các bạn làm tốt được cái môn văn của mình. Vì thế, chúng ta bám vào các biện pháp tu từ, bám vào các phương thức biểu đạt, cũng như những cái yếu tố nghệ thuật tác giả sử dụng, thì sẽ khiến bài của các bạn dễ, khiến các bạn dễ hiểu hơn về tác phẩm. Và cái cuối cùng đó là muốn học được văn, các bạn phải học tốt tiếng Việt đấy. Các bạn có tin không? Tiếng Việt và văn có mối quan hệ rất là đặc biệt với nhau. Nếu chúng ta không học tốt phần tiếng Việt, không biết viết câu một cách đầy đủ gọn gàng, không biết được các biện pháp tu từ có tác dụng như thế nào, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể học tốt được môn văn. Hy vọng rằng sau buổi hôm nay em sẽ có cách học văn phù hợp hơn. Cô sẽ đến một câu hỏi nữa. Nếu để yêu cầu nói về những vấn đề kỹ năng mềm, đạo lý tư tưởng, hành trang của nỗi nhớ thì em phải làm sao? Kiểu như những cái đấy không quá quen thuộc nên em thường bỡ ngỡ trước đề thi. Đây là câu của bạn Mỹ Duyên, Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn băn khoăn về vấn đề này là đúng rồi. Bởi vì đề Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta biết rồi, có hẳn một câu nghị luận xã hội rất là hay, thông thường là qua các hình ảnh để chúng ta đoán vấn đề. Và các bạn lưu ý này, thực tế thì đấy là những tư tưởng đạo lý, những cái hiện tượng đời sống và những kỹ năng mềm bạn nói ấy, nó rất cần cho nghị luận xã hội cũng như nghị luận văn học, và cần cả trong cuộc sống hôm nay cũng như mai sau. Thế thì muốn có được kỹ năng mềm, chúng ta phải tự tạo cho mình những yếu tố. Ví dụ, phải tạo cho mình cái năng lực quan sát. Năng lực quan sát, đánh giá, có sự nhạy cảm trước các sự việc thì chúng ta mới có thể viết tốt được. Ví dụ, các bạn lưu ý này, cũng một hiện tượng thôi, đó là một người ăn xin ngồi trước cổng trường, nhưng sẽ có người nói rằng sao người này lại không chịu đi làm mà lại ăn xin. Nhưng cũng có người này nói rằng người này thật đáng thương, bởi vì trời lạnh thế này mà vẫn phải ngồi để ăn xin. Và có người nói rằng ngồi cả buổi như thế này chẳng được đồng nào, sao ngồi mãi thế, không biết tìm được chỗ khác. Rõ ràng chỉ một sự việc thôi, nhưng chúng ta đánh giá nó như thế nào thì lúc đó chúng ta cần lưu ý. Muốn như vậy thì chúng ta phải biết dùng chính cảm xúc của mình
quan sát và đánh giá sự việc, nhìn nhận ở nhiều chiều thì chúng ta mới có thể tạo ra được những cái em nói, đó là cái kỹ năng mềm. Thứ hai đó là chúng ta phải tạo lập cho mình một vốn ngôn ngữ rất là phong phú, lập luận và diễn đạt. Muốn phong phú, muốn tốt thì phải có vốn ngôn ngữ phong phú các bạn nhé. Và cuối cùng đó là đừng bao giờ ngần ngại bộc lộ cảm xúc khi viết văn, đừng bao giờ ngần ngại bộc lộ quan điểm của mình khi viết. Đó là cái yếu tố quan trọng. Và cuối cùng đó là cái câu hỏi của bạn Đinh Tất Thành ở Thanh Hóa: phương pháp viết về văn nghị luận văn học về một đoạn trích trong một tác phẩm văn học như thế nào? Phần này cô đã hướng dẫn ở phần trên rồi, thì hy vọng rằng cái việc bạn quan sát phần trên sẽ giúp bạn trả lời được cái câu hỏi của chính mình. Bài học của chúng ta hôm nay dừng lại ở đây. Một cái thời gian ngắn nhưng cô phải cung cấp cho các bạn một lượng kiến thức rất là dài. Vì thế có thể có những bạn sẽ cảm thấy nhanh trôi và không theo kịp, thì hy vọng rằng các bạn có thể nghe lại, thì chúng ta sẽ thấy được những cái vấn đề cô nói nó sẽ nằm ngay trong những kiến thức mà chính giáo viên ở trên lớp đang hướng dẫn các bạn thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi hướng dẫn tiếp theo. Thân ái chào các bạn.